hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986. Egypt sẽ đối đầu với Babylon của game thủ Nam Sông Kiêu. Và hãy cùng xem là chim sẻ nào sẽ thi đấu như thế nào. Tạm thời thì sẻ mới đang dẫn trước game thủ Nam Sông Kiêu với tỷ số là 1-0 thôi. Quả đầu đang có được đó chính là 7 cây dành cho game thủ chim sẻ với bài cập Egypt này khi đối đầu với game thủ Nam Sông Kiêu. Và xin thông báo với anh em trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay, trận showmatch ngày hôm nay, thì Nam Sông Kiêu có đến tại địa điểm thi đấu, có check in và đang lên với một dòng caption rất là ẩn ý. Và không biết hôm nay có bị nhậu hay không đây. Thì tôi nghĩ hôm nay Nam Sông Kiêu chắc chắn là bị nhậu rồi. Tạm thời dẫn 1-0 rồi. Nam Sông Kiêu có tâm sự với tôi, bảo là một lát nữa anh có bình luận ấy thì anh dọa em ít thôi. Mình chưa dám dọa Nam Sông Kiêu câu nào từ nãy đến giờ. Bình thường là mọi ngày tôi bình luận tôi sẽ gáy rất là to, kiểu gào rú ở Mỹ lên. Game thủ mà nghe thấy chắc là sợ rồi, run ngay. Ngày hôm nay không dám dọa Nam Sông Kiêu nữa. Nhưng mà đi dò đầu tiên dành cho game thủ chim sẻ với một bài đấu ở khu vực như thế này. Khi đối đầu với Nam Sông Kiêu, Egypt quả đầu 7 cây, quân cửa trên rồi. Chúng ta cũng sẵn sàng có những bài đó là thi đấu lạc đà với game thủ Nam Sông Kiêu. Sau đó thì chuyển sang kẹp cung rờ và những đơn vị quân hỗn mã của Egypt. Nó rất là mạnh so với con Babylon. Không ai chậm dần ở thể đối đầu cả. Hai trận đấu trước đó thì chim sẻ nắng đã có những bài đấu chết dân. Trận cầm ban chết dân này, trận cầm summer chết dân này. Trận pơ thì có vẻ không. Rồi những đồ ăn cũng đã bắt đầu xuất hiện. Vâng, quả đôi luôn, trời ơi, mắc bêu. Bây giờ mà có bỏ quả đôi ngồi cạnh thế này thì còn gì bằng. Nhưng mà đen này cho tôi, ngồi cạnh tôi là DJ Mai Tuấn. Và như vậy là không hiểu là Nam Sông Kiêu nó dùng cái bùa chú gì mà trận nào cũng lăn quay ra chết dân thế này. Vâng, trận nào cũng chết dân anh em ạ. Và đây là một tin vui dành cho anh thủ Nam Sông Kiêu. Lại một tình huống chết dân nữa khi đối đầu cùng Nam Sông Kiêu dành cho chim sẻ nắng. Và đây sẽ là chiếc nhà PS đầu tiên đây cho bài đấu này. Rồi, cơ cấu thêm một bầy hiêu nữa tại chiếc PS nhân đôi dành cho game thủ chim sẻ. Vâng, xin cảm ơn anh đuôi 454 với 4 số 6 đã gửi tặng, xin lỗi đuôi 993 với 4 số 6 đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu lần này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Sẻ đang cố gắng để xử lý cái bầy hiêu đầu của mình. Nó hơi loằng ngoằng một chút. Cầm Egypt đối đầu Baby, bài chết dần như thế này chắc chắn là có những cái hạn chế để có thể đối đầu với Nam Sông Kiêu rồi. Và hãy cùng xem Nam Sông Kiêu sẽ có một bài đấu như thế nào khi đối đầu cùng game thủ chim sẻ nắng em nhá. Rồi, giải quyết những con hiêu này rồi. Đây, bầy hiêu dành cho game thủ chim sẻ đưa về. Nhìn qua một vòng thì đây là một bài đấu cũng bình thường. Cảm ơn anh đuôi 199 với 3456 đã donate game thủ tham gia giải đấu lần này ạ. Anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate game thủ tham gia giải đấu nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và đến với trận thi đấu thứ hai trong buổi trưa ngày hôm nay, chúng tôi vẫn xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến nhà chợ Kim Cương, nhà chợ hệ thống quán nhậu tự do với 17 cơ sở khắp quận nội thành Hà Nội với không gian thì thực sự là tuyệt vời. Và anh em nào đã muốn tổ chức những bữa tiệc bên người thân và gia đình mình thì các bạn có thể tìm đến với hệ thống quán nhậu tự do. Sẽ có rất nhiều những ưu đãi dành cho anh em khi anh em đặt bàn trước theo đường link mà mình đã ghi phần bình luận để có thể nhận ngay mã giảm giá 10% tổng hóa đơn thì có những bữa tiệc tại hệ thống quán nhậu tự do. Cảm ơn anh em. Và trong ngày hôm nay thì cũng xin giới thiệu bạn về nhà đi chợ vàng của giải đấu, đó chính là nhà đi chợ Richman. Cũng là một dịp đặc biệt khi mà nhà đi chợ Richman vào ngày mùng 2 tháng 6 tới đây sẽ tổ chức phiên Mega Live với 15 tiếng để mừng sinh nhật tròn 2 tuổi. Phiên live này sẽ hứa hẹn cực kỳ ấn tượng với sự góp mặt của các KOL như Lê Anh Nuôi này, Tuyền Văn Hóa, Cường Ca May, Mayday cùng các nhãn hàng sẽ cùng nhãn hàng sẽ tung ra loạt deal khủng chưa từng có với ưu đãi lên tới 65% dành cho tất cả các dòng sản phẩm. Anh em nhớ đón xem phiên live từ 9 giờ sáng đến 24 giờ ngày mùng 2 tháng 6 trên kênh TikTok của nhà đi chợ Richman chính hãng để nhận được nhiều phần quà hấp dẫn. Và cảm ơn nhà đi chợ Richman cũng đã đồng hành cùng giải đấu AFE quán nhậu do League Cup mùa 4 lần này. Và cùng quay trở lại với trận đấu này, cảm ơn anh Phạm Tuấn Minh với 5 số 9 đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều. Đang cơ cấu nhà cửa của mình tới từ game thủ chim sẻ. Một bài cầm Egypt đối đầu với Babylon. Và hãy cùng xem chim sẻ đang sẽ cơ cấu đánh gì khi đối đầu với game thủ Nam Sông Kiêu đây. Chắc chắn là trong những tình huống soi tham vừa rồi thì sẻ cũng đã biết là cần phải đánh gì rồi. Cảm ơn anh Triệu Quang Dương với 6789 đã dành tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
Vâng, một bài kích đời vẫn sóc 10. Mặc dù đây là bài đấu chết dân. Ép đời sớm nha. Này ghê nha. Thằng này ghê nha. Cảm ơn đuôi 804 với năm số 1 đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Thank you anh. Hy vọng là anh em vẫn có thể quét mã QR code đang có trên màn hình để donate cho các game thủ tham gia giải đấu lần này. Cảm ơn anh em rất nhiều. Tổng quỹ donate chúng ta đang lên được con số là hơn 44 triệu Việt Nam đồng rồi. Cảm ơn anh Diệp Anh 038 với 456789 đã dành tặng game thủ tham gia giải đấu nữa. Rất tuyệt vời luôn. Vẫn ủng hộ sẻ. À, ok anh. Anh ủng hộ sẻ như thế này thì quá tuyệt vời rồi. Anh ủng hộ sẻ như thế này cũng là đang ủng hộ em đấy. Đang cơ cấu nhà cửa mình dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, như vậy xin cảm ơn anh. À, đây không phải anh mà cảm ơn em. Em Việt Béo với 6 số 2 đã dành tặng game thủ tham gia giải đấu lần này. Hơi đáng tiếc khi mà trong buổi trưa ngày hôm nay anh không thể đón tiếp em. Cảm ơn em rất nhiều nha. Wow. Và một không gian phải nói là thực sự sôi động với sự có mặt của Huy Sức cũng như là các nhà tài trợ đang rồ âm ý rồi. Đề nghị chim sẻ đáng có thể tàu tốc hành hơn tí được không ạ? Tôi ngồi đây là hơi ngứa ngáy rồi anh em ơi. Cảm ơn anh Nguyễn Tiến Đạt với 56789 đã dành tặng game thủ tham gia giải đấu. Và đây là Lạc Đà và Ngựa Giò game thủ 5 sông kêu. Một bài đánh BL dành cho game thủ 5 sông kêu khi đối đầu con Egypt của game thủ chim sẻ. Cảm ơn anh Kiều Văn Long với 5 số 3 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu nữa nha. Thank you anh rất nhiều. Với cái bài đánh BL này của game thủ 5 sông kêu thực ra là cái con Egypt này nó không xoắn anh em ạ. Chuyển kín nhà không mất dân và cứ nở đều cung thôi là có thể đỡ được trước game thủ 5 sông kêu. Tham lai là số là 36 dành cho game thủ chim sẻ. Cảm ơn anh Nguyễn Minh Tuấn. 18 và số 7 đi. Và 18.386 đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Và Nam Song Kiu đã là bài 1L2A rồi. Cũng rất khỏe dành cho game thủ Nam Song Kiu ở trong trận đấu này. Và nâng cấp giáp cho những đơn vị cung rửa của mình khi phải đối đầu với Lạc Đà và sắp đơn bên phía đối phương. Vâng, như vậy là tổng quỹ donate chúng ta đã được con số hơn 45 triệu trong buổi trưa ngày hôm nay rồi ạ. Anh em có thể quét mã QR code để donate game thủ tham gia giải đấu nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và Nam Song Kiu đang đứng rình trước cửa nhà game thủ chim sẻ. Nhưng với một bài kín đáo như thế này thì cũng sẽ rất khó để cho một con Babylon có thể lao vào nhà game thủ chim sẻ nắng được. Người ta sẽ cần công nghệ đó chính là chặt gỗ 2. Rồi dần dần có những tình huống tăng Nga tới từ game thủ chim sẻ nắng. Tất nhiên dân thì vẫn sắp đều rồi. Không trượt dân nào cả. Lên cả đầu máu nữa anh em ạ. Còn đây zip mà lên đầu máu thì thôi. Vĩnh biệt cô. Và đây là những con đây là nhà của game thủ Nam Song Kiu. Vậy là hai nhà cũng rất là gần nhau. Nhà Nam Song Kiu ở ngay của góc 9 giờ này thôi. Sẻ đang cố gắng dồn quân lên đây rồi. Cảm ơn Nguyễn Đức Trường với 12.345 đồng gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Đây là Lạc Đà và cung rờ của game thủ Nam Song Kiu. Tham lai chim sẻ đang số là 52 với một bài đấu được cầm Egypt của mình. Đang cố gắng rỉa quân đội bạn. Rất tỉnh nhà Nam khi mà đưa một cung rờ đi rỉa hai cái ruộng lẻ bên ngoài của game thủ chim sẻ nắng. Sẻ vẫn đang cơ cấu phát triển thôi. Chưa có nhiều tình huống giao tranh phải nói là gắt gao tới từ cả hai game thủ. Nó vẫn chỉ đơn giản là tình huống vờn nhau ở đây thôi. Trận sâu mét. Đây rồi. Uầy. Nam Song Kiu cực kỳ đông quân ở trong tình huống này và chưa chắc là sẻ đã vào được. Thực sự là Nam đang rất khỏe anh em nhá. Bài Babylon cũng cực kỳ mắc binh đến từ thủ Nam Song Kiu. Và các bạn có thể nhìn thấy lượng Lạc Đà và cung R hốt mã mà Nam Song Kiu đang có. Nó đủ để chơi chim sẻ và Nam bắt đầu có những uống 7E để bắt chim sẻ đáng. Hơi đáng tiếc là tân 7E của Nam Song Kiu nó chưa thành công thôi. Sẻ đã phải đề phòng ở trong những tình huống như vậy. Lao vào một cách quá hổ báo sẽ ăn gậy ngay. Và bắt đầu lao vào vụt đến từ Nam Song Kiu rồi. Nhưng còn Lạc Đà áp sát và những con cung R đứng sau bắn chùa. Nó vẫn là một cái gì đó khiến cho chim sẻ nắng đang phải dè chừng khi đối đầu với game thủ Nam Song Kiu. Tham lai 63/72 dành cho bài đấu này. Cơ cấu nhà cửa mình BC thiết kế để có thể nâng công nghệ đầu máu dành cho game thủ chim sẻ nắng. Oh.
Vâng, tham lai là 70 tới từ game thủ chim sẻ. Đầu máu được nâng cấp rồi, nhưng chúng ta cần thời gian để nó được nâng cấp thành công. Và Nam Sông Kiều bắt đầu đi công. Những tình huống công phá đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Cả bên đuôi 002 với từ quý 1 gửi tặng game thủ tham gia giải đấu. Nhưng đây là khung rờ Egypt. Chưa đầu máu nó đã trâu rồi, và nó chuẩn bị có thêm công nghệ đầu máu nữa. Nam Sông Kiều đang như chém phải tảng đá khi đối đầu cùng game thủ chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Sẽ rất khó dành cho một chất quân là Babylon có thể hạ gục được con Egypt. Và đây là pha vẩy E dành cho game thủ chim sẻ nắng. Và đây là toàn bộ tất quân đi công của game thủ Nam Sông Kiều. Và kết thúc trận đấu này để nâng tỷ số lên 2-0 nào. Đầu máu đã có đến từ game thủ chim sẻ. Và đây là cái ngưỡng sức mạnh đạt được dành cho con Egypt. Quá khó dành cho Nam Sông Kiều. Chất quân là yếu hơn. Em không có cách nào để có thể chống lại một bài Egypt. Châu cùng R và đã có đầu máu như thế này. Lượng quần Nam đã ít hơn sẻ là rất nhiều rồi. Cảm ơn Tạ Văn Trường với 12.345 đồng đã gửi tặng game thủ tham gia giải đấu ạ. Thank you anh rất nhiều. Và bắt đầu ôm được nhà quân của game thủ Nam Sông Kiều. Tham lai 7x tới từ chim sẻ nắng đang dồn quân lên. Nhà Nam Sông Kiều cũng là một thế bài rất kín đáo. Nhưng vấn đề bây giờ khi mất nhà quân thì em sẽ lấy cái gì để có thể đối đầu với con Egypt này. Và các bạn nhìn thấy nhà Nam Sông Kiều nó bò toàn lô cốt luôn. BB, BM, BC rồi dãy nhà BE 2 lớp để không cho chim sẻ nắng có thể lọt vào bán lực của mình. Sẻ vẫn đang cố gắng để có thể tìm đường công vào nhà của Nam Sông Kiều. Và nông dân Nam Sông Kiều mang ra để có thể sửa cái BM này. Nhưng làm sao mà sửa được, quân của đội bạn bắt đầu mang ra. Tham lai là 82 đến từ game thủ chim sẻ nắng. Vẫn đang điều đờ chân lực cùng Nam Sông Kiều. 6 nhà BA rồi lên thôi. Tần tiếp hiện đã đến. Và đây sẽ là dấu chấm hết dành cho game thủ Nam Sông Kiều ở trong trận thiếu này. Kết thúc game thủ Nam Sông Kiều để nâng tỷ số lên 2-0 dành cho game thủ chim sẻ. Không cửa thua anh em nhá. Tầm này không cửa thua rồi, BM đã nổ. Và chắc chắn là Nam Sông Kiều sẽ vỡ. Vỡ là cái chắc rồi. Quá khó dành cho em dài. Một bài Babylon phải nói là cũng đã rất cố gắng đến từ game thủ Nam Sông Kiều. Nhưng không chịu được, và 2-0 dành cho game thủ chim sẻ nắng. Khó, sẽ rất khó để Nam Sông Kiều. Hệ thống quán nhậu tự do. Hotline sao 1986.